tư 14 tháng 1 trên kênh 7. Mời quý vị và các em theo dõi những tiết mục sau. 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Thần Long Đoạt Bảo tập 22. 6 giờ Thế Giới Ngày Qua. 6 giờ 30 phút Chào Ngày Mới. 7 giờ Văn Nghệ Thiếu Nhi Nối Vòng Tay Tuổi Hồng. 7 giờ 25 phút Tạp Chí Quần Vợt. 7 giờ 50 phút Du Lịch Vòng Quanh Thế Giới. 8 giờ 15 phút Tạp Chí Văn Hóa Nghệ Thuật Thế Giới. 8 giờ 40 phút Tạp Chí Giáo Dục. 9 giờ Gia Đình Và Xã Hội. 9 giờ 30 phút Phim Truyện Việt Nam Sóng Gió Đời Người tập 5 và 6. 11 giờ Những Nẻo Đường Đất Nước. 11 giờ 20 phút Ca Nhạc Dân Tộc Giai Điệu Quê Hương. 11 giờ 50 phút Món Ngon Mỗi Ngày Hành Tỏi Ngâm Giấm. 12 giờ chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Vị Quốc Vong Thân tập 16 và 17. 13 giờ 45 phút Sự Kiện Thể Thao. 14 giờ Câu Lạc Bộ Thể Thao. 14 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Rang Hee Bin tập 126. 15 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Dấu Chân Vào Đời tập 3. 16 giờ 15 phút phóng sự tài liệu Tân Bình Làm Theo Gương Bác. 16 giờ 35 phút ẩm thực nước ngoài. 17 giờ chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Chàng Trai Không Ghim Đông tập 24. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút cuộc sống là vàng. 19 giờ hoạt cảnh hoa hồng dại. 19 giờ 30 phút ngôn ngữ trẻ thơ khoảng cách giữa cha mẹ và con. 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ. 20 giờ hội ngộ bất ngờ. 21 giờ ký sự đi tìm dấu tích ba vua. 21 giờ 10 phút ký sự trở lại Volga. 21 giờ 30 phút chương trình thần tượng âm nhạc. 23 giờ tin trong nước. 23 giờ 15 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Thiên Hạ Thái Bình tập 19. Tin cuối ngày tin thế giới bản tin thể thao 365.